Lá rừng, bài viết của Phước Hiệp, Đỗ Minh Đức. Mời các bạn vào chuyện. Ngày 7 tháng 10 năm 1972, phi đoàn 233 Thiên Ưng, không đoàn 51 chiến thuật, biệt phái 13 chiếc trực thăng với trách nhiệm 4 ngày liền tại Bộ Chỉ huy Tiền Phương, phi trường Phú Bài để phục vụ cho Sư đoàn Thủy quân Lục chiến Việt Nam 6 trực thăng đóng tại quận Hương Điền và sư đoàn dù 7 trực thăng đóng tại cây số 17 quốc lộ 1. Khoảng hơn 9 giờ ngày 7 tháng 10 năm 1972, tôi được phi lệnh bốc giúp một thiếu phụ lâm vào cảnh khó khăn sinh con, khoảng 20 phút bay về phía bắc của quận Hương Điền, chúng tôi gọi là ngã tư quốc tế và đưa bà mẹ không may này về bệnh viện Nguyễn Tri Phương Huế. Sau phi vụ nhân đạo đó, tôi trở lại quận Hương Điền. Cơ phi và xạ thủ đã nhanh chóng cột xong cánh quạt chánh để tránh gió đập làm hỏng. Chúng tôi có bữa cơm trưa đạm bạc bên hàng tre già còn xanh lá, cạnh con đường đất miền quê hiền hòa Hương Điền uốn éo, giữa những đám ruộng lúa xanh trần đầy nhựa sống. Sau đó chúng tôi còn lãnh lương nữa chứ, lãnh lương tại nơi mình biệt phái. Xin cảm ơn phòng lương sư đoàn 10 quân. Nhân viên phi hành được ưu tiên, không xếp hàng đợi chờ mất thì giờ. Tôi được ngạch lương 32.500 đồng mỗi tháng. Tôi cẩn thận xếp đôi sắp tiền cho gọn và để tất cả vào túi áo bay bên chân phải, xong kéo miệng túi bảo đảm không rơi mất đồng lương nhiều mồ hôi và nguy hiểm đó. Chỉ trong khoảng nửa giờ sau bữa cơm trưa, tôi nhận được một phi lệnh đặc biệt khác nữa, đó là phi lệnh cứu cấp. Một hoa tiêu A-37 bị súng phòng không Việt Cộng, anh ta đã nhảy dù xuống an toàn 1 giờ vừa qua. Tôi đã nhiều lần cứu cấp hoa tiêu lâm nạn phải nhảy dù xuống như vậy, nhưng lần này tôi cảm thấy rất đặc biệt. Tại sao A-37 oanh tạc lại không báo cho trực thăng ứng trực ngay trên bầu trời? Tại sao phải đợi đến 1 giờ sau mới gọi cấp cứu? Ai trách nhiệm cho việc ra lệnh trễ nải như vậy? Thiếu trách nhiệm chết người. Tôi phải cố nhanh chóng hành động sao cho hơn tốc độ của kim đồng hồ. Tôi chụp lấy nón bay, nhảy lên ghế lái, dù vẫn chưa xỏ chân vào giày, và vẫy tay ra lệnh mở dây cột cánh quạt. Tôi ra hiệu 5 chiếc trực thăng gồm có cả 2 chiếc vỏ trang còn lại cất cánh sau tôi. Phi hành đoàn của tôi chưa ai mang giày và mang áo an toàn. Chúng tôi vừa bay vừa trang bị cho đầy đủ. Tôi cũng đã kiểm soát xem tất cả phi hành đoàn đều có áo an toàn, vì rằng hoa tiêu đã lâm nạn hơn 1 giờ qua, 1 giờ thời gian đủ dài để Việt Cộng chuẩn bị những cái bẫy và chuẩn bị đầy đủ hỏa lực để sẵn sàng dụ những phi hành đoàn cấp cứu gan dạ như chúng tôi. Ngay sau khi cất cánh tại Hương Điền, tôi bấm máy ra lệnh 3 trực thăng vận tải theo sau phải giữ khoảng cách là 3 phút bay, 2 chiếc vỏ trang bay hai bên cách tôi 1 phút bay, vì tôi phải áp dụng chiến thuật bay cho phi lệnh cực kỳ nguy hiểm này. Trên bầu trời Quảng Trị, nắng gắt, gió đông, nam thổi nhẹ, quan sát cơ L-19 mang tên Phi Trình 10 đang trách nhiệm bao vùng theo dõi. Tôi bắt đầu liên lạc với anh ta khi còn bay với cao độ 1.000 bộ với tốc độ 110 knot. Pigeon 10, Pigeon 10, Eagle 3, Eagle 3. Eagle 3 là tên của tôi trong phi lệnh này. Eagle 3, Eagle 3, Pigeon 10, tôi nghe anh. Pigeon 10, chỉ dẫn mục tiêu. 12 giờ trước mặt. 12 giờ, nhận rõ. Sau đó tôi đã quyết định đưa trực thăng nhào xuống bay sát mặt đất, tốc độ 120 knot và bắt đầu bay chiến thuật vào vùng tử địa. Cứ mỗi giây phút trôi qua là nguy hiểm đến gần hơn và gần hơn. Mặc dù 2 chiếc vỏ trang bay sau tôi để yểm trợ, tôi cho lệnh xạ thủ Tuấn và cơ phi Sôm. Khi tôi nghiêng cánh bên nào, bên đó bắn không ngừng để đàn áp hỏa lực Việt Cộng dưới đất. Tôi đã liên lạc với phi trình Then nhiều lần và cũng nhận cùng một câu trả lời như trên. Hỏa lực từ đất bắn lên rác lắm. Chúng xuyên thủng trực thăng nhiều nơi, một viên đạn đã nổ tung phía đầu bọc kính. Trước chân tôi, một mảnh nhỏ đã bay vào giữa đôi chân mày. Trên sống mũi tôi, một giọt máu lăn xuống mí mắt làm tôi thấy màu đỏ loang loáng. Tôi biết ngay rõ ràng là chúng nguy hiểm vô cùng đã đến. Tôi bảo hoa tiêu phụ Trịnh Hữu Văn. Tao đã trúng miệng đạn ở trán, mày để tay vào cần lái bay theo tao. Văn không nói lời nào, nhanh chóng đưa tay vào cần lái và nhẹ nhàng bay theo tôi. Đây là cách phòng ngừa khi tôi thành lệnh ra đi trên ghế lái.
Từ phòng kiểm soát hành quân sau khi nghe tiếng tôi, thiếu tá Nguyễn Văn Thanh giọng nhẹ nhàng ra lệnh. Eagle 3, phải hết sức cẩn thận. Rồi thiếu tá lặp lại, phải hết sức cẩn thận, tôi nói anh hiểu không? Vâng, Eagle 3 tôi hiểu, thiếu tá. Liên lạc với Pigeon Ten thì vẫn chỉ có một câu trả lời. 12 giờ trước mặt, tôi thấy được những tràng đạn đại liên mini của hai chiếc trực thăng võ trang nổ giòn phía trước dưới chân tôi. Tôi cũng thấy những viên đạn lửa của Việt Cộng bay xéo lên phi cơ. Trong lúc nóng lòng tìm hoa tiêu lâm nạn, thình lình cơ phi sông hét to lên mừng rỡ. Cách dù bên trái thiếu quý! Tôi nhanh chóng nhìn về phía trái khi bay 120 knot. Tôi kéo xuống 80 rồi 60 rồi sẵn sàng đáp xuống, nhưng không có hoa tiêu lâm nặng ở đó, chỉ có cánh dù mà thôi. Tôi lại liên lạc. Pigeon 10, Pigeon 10, Eagle 3. Eagle 3, Pigeon 10. Mục tiêu, 12 giờ trước mặt nghe rõ. Lại cứ trả lời 12 giờ nữa rồi, tôi trả lời nhanh. 12 giờ trước mặt nhận rõ. Việc liên lạc trên phi cơ gồm 3 hệ thống, đó là FM, UHF và VHF. Tôi dùng FM với phí trình thêm để cho các lực lượng dưới đất trong vùng cùng tần số có thể theo dõi phi vụ cứu nguy này. VHF và UHF để dùng vào kiểm soát không lưu và nội bộ. Ngoài trời nắng lên gay gắt, nóng ơi là nóng, hai mảnh áo an toàn trước và sau thân tôi làm tôi không thoải mái. Tôi vẫn theo chỉ dẫn 12 giờ trước mặt của phi trình thêm, gió đông nam thổi nhẹ. Trời nắng nóng càng nóng hơn, 2 phút sau khi bay khỏi nơi thấy cánh dù, lần này tôi nhận ra hoa tiêu lâm nạn. Tôi dùng phương pháp đáp khẩn cấp từ 120 knot bay thấp trên mặt đất cùng lúc vội vàng bấm máy ra lệnh. Tất cả 3 trực thăng theo sau bay ra ngoài dùng, trực thăng võ trang bắn thêm yểm trợ. Và tôi quyết định đáp xuống khi cả vùng trời ngập trong lửa đạn đủ loại, miệng pháo và khói bụi mịt mù. Kéo cần lái sắt vào người, cùng lúc tôi đưa cần cao độ sắt xuống thấp, quẹo trái, áp dụng kỹ thuật đáp khẩn cấp. Đạn của ta và đạn của địch thi tài áp đảo nhau, Việt Cộng còn giúp thêm cho tử thần bằng cách mưa pháo bồi vào bãi đáp nữa chứ. Quang cảnh chẳng khác nào phi hành đoàn vào địa ngục để cứu hoa tiêu A375 nạn. Cơ phi xôm và xạ thủ Tuấn gan dạ và nhanh nhẹn nhảy xuống đất, phóng nhanh về phía hoa tiêu lâm nạn và kẹp hai tay sóc anh này chạy vội vàng về trực thăng. Tôi nhận ra đó là thiếu úy Nguyễn Hàn. Khi cả 3 bước lên trực thăng, tôi vội vã kéo cần lái, cần cao độ cất cánh trong bụi cát mịt mù dưới cơn bão pháo và súng nhỏ lớn, các loại cố Việt Cộng, tất cả vô cùng mừng rỡ phi vụ cứu cấp đã sắp thành công. Tôi vội bay hướng đông nam về Hối Phú Bài. Mọi việc được hoàn tất mau chóng và chuyên nghiệp trong khi Việt Cộng liên tục pháo vô số vào bãi đáp. Khi đạt tới cao độ vào khoảng 200 bộ, một quả pháo chạm phải cánh quạt đuôi, trực thăng giật mạnh quẹo sang trái. Tôi lại phải tắt máy và áp dụng thể thức đáp khẩn cấp. Bây giờ là đáp khẩn cấp thật sự đây. 5 người trên trực thăng kể cả thiếu úy Nguyễn Hàn giờ phải tìm cách mưu sinh thoát hiểm. Bởi vì trong khoảng các bụi mịt mù và mưa pháo của Việt Cộng, tôi đâu muốn để cho anh em bên ngoài vào cấp cứu. Khi bối rối đó, thiếu úy Nguyễn Văn Bằng bay trực thăng võ trang hô to. Quang hô Eagle 3, đáp khẩn cấp hay quá hay quá. Ngay khi trực thăng đáp xuống đất rồi, tình thế rất khẩn cấp đầy bất trắc. Tôi gọi xạ thủ Tuấn mở ngay cửa cho hoa tiêu phụ Trịnh Hữu Văn và rồi mọi người theo tôi vì tôi giữ máy liên lạc. Nhưng trong cơn mưa pháo của Việt Cộng, chúng mong sát hại cả phi hành đoàn, cơ phi sơm xạ thủ Tuấn, hoa tiêu phụ Trịnh Hữu Văn và hoa tiêu A37, thiếu úy Nguyễn Hàn, tất cả đã rời khỏi trực thăng qua cánh trái. Khi tôi lấy dụng cụ và máy liên lạc cứu cấp xong, tôi nhảy xuống đất bên phải của trực thăng. Chỉ vài phút sau là chúng tôi mất liên lạc với nhau, không cách nào thấy nhau trong cơn bão pháo và bụi mịt mù địa ngục đây rồi. Dưới bầu trời nắng gay gắt, Việt Cộng vẫn liên tục mưa pháo vào mục tiêu trực thăng của tôi. Bụi mù và miếng đạn mưa pháo làm cho cảnh vật hiện hình rõ ràng là một vùng tử địa. Trong cảnh đó không ai nhìn thấy ai nữa. Tôi có nhiều lần khẩn khoản 3 hoa tiêu anh em trực thăng đừng vào vì rất nguy hiểm. Dù tôi nói thế nào đi nữa, 3 chiếc trực thăng còn lại nóng lòng muốn cứu chúng tôi cũng bay vào, rồi thì bị đạn, rồi thì cũng không tài nào thấy được nơi chúng tôi đang đáp vì tránh pháo. Nên trong khoảnh khắc giành giật với tử thần đó, anh em cũng phải rời vùng. Bầu trời bây giờ lại có thêm 2 trực thăng Cobra và 1 chiếc trực thăng chuyên môn cứu cấp là CH-53 của Hoa Kỳ cũng bay hướng đến cấp cứu.
Tôi cũng đã dùng máy liên lạc và kêu gọi các trực thăng cứu cấp Hoa Kỳ đừng bay vào bãi đáp vì lý do đơn giản. Súng phòng không cố về cổng trang bị đầy dãy chung quanh bãi đáp rồi đừng bay vào rọ. Chiếc trực thăng cứu phi đoàn 23366 của tôi, doanh số ở đuôi là 827, màu trắng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ chói chang dưới nắng. Trong cơn bão pháo đã đứng hiên ngang ngạo nghễ sau những tháng năm dài phục vụ con người. Giờ đây đã nhầm giờ hóa kiếp, nó đã bị thương mất đuôi và rồi lãnh trọn một quả pháo Liên Xô hay Trung Cộng. Chiếc trực thăng bốc cháy ngùn ngục cao ngất một cách hãnh diện giữa một ngày nóng bỏng của chiến trường sát nhân quái quâm Quảng Trị. Trong khoảnh khắc đó, tôi chạy khỏi phi cơ độ hơn 100 thước về phía tây của bãi đáp. Bất ngờ tôi lại bị thương. Tôi đã ngã xuống một lỗ đạn pháo sâu đầy nước trước đây. Tôi bất tỉnh mê đi trong giấc ngủ vùi. Tiếng đạn pháo giết người liên tục nổ gầm vang. Tiếng gió cuốn bụi cát sát mạnh vào mặt làm tôi choàng tỉnh và mở mắt ra. Bầu trời bây giờ không còn xanh nữa mà xám xịt, mây đen thấp xuống bao phủ cả vòm trời. Buổi chiều về mau lẹ với cơn mưa to, nhiều sấm sét. Chiếc trực thăng mang số đuôi 827 theo tôi qua bao cuộc hành quân yểm trợ trên năm tỉnh phía Bắc địa đầu, ngày nào cũng lãnh đạn thù, có lần cơ phi báo cáo cả thảy 37 lỗ đạn xuyên qua thân, sĩ quan và binh sĩ phi đạo 233 lo vá ngày đêm, vá mệt nghỉ. Giờ đây mãn phần hóa kiếp, cả chiếc trực thăng to lớn như thế cũng chỉ còn lại lớp bụi trắng trên đất, mỗi cơn gió cuốn qua một số tro bay tung chạy đua theo gió. Để tránh việc cận phát hiện, tôi trông gói thuốc Winston hút còn dang dở và chiếc quạt máy Zippo xuống bùng. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần kêu gọi các trực thăng cứu cấp nên trời vùng nguy hiểm này, bởi vì hỏa lực địch quá mạnh và cài đặt khắp nơi như một cái bẫy lớn, trong cơn mưa như trút nước và sấm sét như xé trời, âm thanh nghe được từ máy liên lạc cứu cấp nhỏ dần và đứt khoảng, khó nghe. Với những cố gắng để sống còn đã có được một kết quả là những chiếc trực thăng đã nghe tôi rời xa vùng lâm nạn. Sau đó tôi giữ hoàn toàn yên lặng và trông tiếp đồng hồ Senko và cái máy liên lạc đã yếu pin xuống sâu dưới bùn. Đến nửa đêm khi đạn pháo bất nhắm vào vùng chúng tôi, khi tôi đã phải giấu mình dưới bùn và cỏ, tôi nghe tiếng như có người lục soát tìm kiếm chúng tôi. Tôi cố giữ hoàn toàn yên lặng để khỏi bị bắt. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng họ là lính Việt Cộng. Nằm úp dưới đất bùn dơ bẩn trong cơn mưa sấm sét, tôi cảm thấy lạnh vô cùng. Tôi phải lách mình mò đi một cách êm thấm, trầm mình nhẹ nhàng xuống lạch nước. Nhờ vậy tôi thấy ấm hơn. Bây giờ tôi liên tưởng đến những người khác. Bao nhiêu nhân viên phi hành đã bị bắt, bị đối xử một cách hoang dã khi phi cơ họ bị bắn rơi. Hoa tiêu F-4 Skyhawk McCain của Hải quân Hoa Kỳ là một. Ông này bị tóm cổ một cách dã man ngay sau khi chạm đất. Lực lượng Cộng sản đánh đập ông tàn nhẫn. Họ nhục mạ ông, nhục mạ xứ sở Mỹ quốc của ông. Trường hợp tôi cũng bị bắn rơi mà không ai bắt được tôi. Tôi may mắn biết bao. Đầu óc tôi lẩn quẩn nghĩ miên man tới phi hành đoàn của tôi và Hoa tiêu A-37 Nguyễn Hàn, Hoa tiêu phụ Trịnh Hữu Văn, nhà ở Quảng Tín. Mới ở Mỹ về, tôi bay với Văn và đã đề nghị cho Văn đi hành quân với trách nhiệm là Hoa tiêu phụ. Văn đã khoe với tôi còn giữ 300 Mỹ Kim và cất ở túi bay dưới chân nhằm để dành cưới vợ. Còn Sông và Tuấn, Trồi Hàng bây giờ ra sao rồi? Cả bốn người có bị Việt Cộng gian ác bắt đi không? Tuấn và Hàng là người gốc Huế, mà Huế và Quảng Trị đâu xa gì. Chắc là cả bốn người biết luồn lách mà tránh được Việt Cộng để về đến Huế. Tôi bị mặc cảm vằn vặt mãi, bởi vì tôi quyết tâm bay vào lửa đạn để cứu Hoa tiêu lâm nạn. Nếu lúc thiếu tá Thanh nhắc chừng mà tôi đã nhận thấy ra quá nguy hiểm mà bay trở lại thì đã an toàn cho tất cả phi hành đoàn. Nhưng rồi thiếu úy Nguyễn Hàn thì sao? Dù sao tôi vẫn cứ tự an ủi, nếu ai cũng thiếu gan dạ không chấp nhận hiểm nguy, thì tình chiến hữu đồng đội có ra chi? Bị thương, thì bị thương, chết, thì chết. Bổn phận không thể không hoàn tất, mạng sống con người quý giá lắm, nhưng cái quý giá đó không so sánh được nếu vì lý tưởng bổn phận phải hy sinh. Tôi đã từng bảo Hoa tiêu Lê Công Quẩn đã hy sinh tại căn cứ Hoàng đế phía Tây của Huế, rằng là người làm tròn nhiệm vụ hy sinh cho người khác khi chết sẽ được vinh hạnh thành thánh, nếu không cũng được thành thần.
Tôi đã cầu nguyện luôn luôn cho bốn người này, tôi cũng cầu nguyện Đức Chí Tôn xin che chở cho tôi nếu Ngài nghĩ rằng tôi còn hữu ích cho đời, cho cộng đồng nhân loại. Nhật Bằng trái lại xin cho tôi nhận một quả pháo trọn vẹn từ quân Việt Cộng vô thần, gian ác. Tôi xin đoàn tụ cùng những bậc tiền nhân, ông cha anh hùng của tôi. Tôi nghĩ mãi đến cái vinh dự cao cả của bao nhiêu người lính gan dạ đã đem thân bảo vệ sự độc lập, hòa bình của tổ quốc mình, thì đâu xá gì có bị thương hay bị hy sinh bởi súng đạn quân Việt Cộng xâm lăng. Tôi biết rõ tôi đau đớn lắm vì tôi bị thương bởi đạn pháo của các đế quốc Trung Cộng hay của Liên bang Xô Viết, vì tôi không phải bị thương bởi súng đạn do chính Việt Cộng Hà Nội chế tạo. Có đến thế nào đi nữa, tôi cũng rất hãnh diện được đổ máu trên quê hương, hy sinh cho tổ quốc tôi, một quê hương đầy đủ nồng nàn ấm lạnh, dù phải cảnh nghèo nàn cơ cực cũng đã nuôi tôi lớn lên, cho học hành cẩn thận, để biết phân biệt thiện ác chánh tà. Sau khi tôi chết đi, hồn tôi theo về với tổ tiên anh hùng của tôi, còn thân xác tôi sẽ trở lại bón phân cho cây cỏ, làm đất thêm màu mỡ tốt lành. Mãi mây suy nghĩ đến bổn phận, mơ màng trong trách nhiệm của các đấng nam nhi, kể cả nữ nhi, thấy rồi tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng động của bước chân người trầm trập trên mặt đất mỗi lúc một gần hơn, thấy rồi một nhóm Việt Cộng hung ác đứng sững trước chỗ chui chốn ngụy trang của tôi. Tôi đã vùi thân mình dưới tầng bùn đen, tôi chẳng còn gì trên tay, chiếc nón bay, áo chống đạn đã để lại trên trực thăng đã cháy rụi rồi. Bỗng một tên Việt Cộng con trang bị đầy đủ súng đạn đứng trước tôi hắn thét lên. Ê, thằng trong bùn đó, đứng dậy giơ tay lên! Tôi vẫn giữ yên lặng không cử động gì, tôi cảm thấy toàn thân lên cơn lạnh như nằm trên tảng băng, trán tôi đã hiện rõ những giọt mồ hôi như trong buổi trưa hè. Đứng dậy hay chờ tao bắn? Tên lính Việt Cộng nhóc con lặp lại. Tôi vẫn không trả lời hắn. Hắn ra lệnh bốn tên Việt Cộng con khác sắn tới bên tôi và kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Nhưng mà cái hắn bên phải bị thương thì làm gì tôi đứng lên cho được. Tôi té ngã xuống. Chúng xông tới bên tôi xách hai tay và kéo tôi lên. Tôi lại té xuống lần nữa trên vũng bùn. Tôi lại té xuống lần nữa nằm sóng xoài trong vũng bùn đen. Một tên Việt Cộng trẻ nhất đã rời chỗ đứng đi đâu đó, khoảng nửa giờ sau cậu ấy trở lại với đôi nạng gỗ cũ mềm, bám nhiều vết máu đen trao cho tôi. Rồi hai tên đến xốc nách tôi lôi dậy, đám hung thần này dùng mũi AK-47 chĩa vào xương sườn của tôi để hướng dẫn đường đi. Đi suốt đêm như vậy đến khi mặt trời mọc, có đến 2-3 sào, chúng ra lệnh tôi ngồi xuống bên thềm nhà lòng chợ Đông Hà đợi lệnh. Tôi nhớ rõ nơi này cũng nơi đây thắng rồi. Thiếu tá Nguyễn Du bị cột quỵ xuống đất, người thiếu tá nhiều khả năng tài giỏi và trẻ nhất của không lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị đám cộng sản ác ôn và đồng bào nơi đây xẻo thịt lóc da cho đến chết. Nghĩ đến thì mang rợ đấy, nhưng có người dân nào có đủ can đảm không nghe theo lệnh của Việt Cộng? Nếu người dân nào không tuân lệnh cầm dao xẻo thịt thiếu tá Nguyễn Du thì sẽ bị đám Việt Cộng lôi ra bắn chết ngay. Bởi thế cứ mỗi người bước qua chỗ thiếu tá Nguyễn Du thì họ cắt tay cắt mũi xẻ thịt, lớn tiếng sỉ vả và cười cao ngạo mang rợ lắm. Chúng nó móc mắt chặt tay, cắt chân, moi ngực, mổ bụng, thiếu tá Nguyễn Du đau đớn ngất trời. Anh đã chết đi trong những giây phút đầu tiên đó, hồn anh bay bổng tận mây xanh, nhìn lại trần gian đầy quỷ đói dữ dằn. Thế mà cái màn chia thịt người sống vẫn cứ tiếp tục hoang loạn, điên cuồng. Hình ảnh này khắc sâu vào khung trời Quảng Trị, vào óc, vào tim người dân có nhiều oan trái Quảng Trị. Xem ra chẳng khác nào một đám ác quỷ miệng đầy máu me tanh tưởi, nhe răng điên cuồng hò hét. Chẳng khác nào một đàn sư tử đói khát, sâu xé xác một con nai tơ nạn nhân. Tôi cứ tiếc mãi. Nếu đã có thêm trực thăng võ trang đến cứu cấp kịp thời khi tôi vào cứu thiếu tá Nguyễn Du, ngay lúc anh ta vừa bung dù xuống đất thì đâu đến nỗi anh bị lũ Việt Cộng bắn giết dã man như thế. Chúng nó cột anh xuống cái cọc đóng sâu vào đất để dụ phi hành đoàn trực thăng cứu cấp vào bẫy. Tôi đã đáp gần chỗ thiếu tá Nguyễn Du, khi mà súng đạn lực lượng Việt Cộng cài dày đặc như lưới, chúng lại có thêm pháo từ xa bắn tới nữa chứ.
Hai trực thăng võ trang của chúng ta hỏa lực mạnh như thế mà vẫn không thể khống chế hỏa lực địch. Trên bãi đáp, tôi ra lệnh cho xạ thủ và cơ vi bắn không ngừng nghỉ. Kiến trước của chiếc trực thăng của tôi trúng đạn, gió lùa qua chân tôi thấy mát mẻ lạ. Hơn 2 phút, bất thần xạ thủ Đại Liên cho biết không còn đạn nữa. Tôi nhanh chóng nhấc bổng lên cần cao độ và đẩy cần lái về phía trước, cất cánh hướng về phía nam, bỏ lại thiếu tá Nguyễn Du, anh hùng trơ trọi bơ vơ, lòng tôi rối bời khổ sở. Trong giây phút căng thẳng đó, tôi nhấc phi cơ lên, cố gắng bay về căn cứ, nhưng rồi không may chút nào, đèn báo hiệu có mặt sắt trong hệ thống trục truyền cũng lại nổi lên. Tôi đã phải đáp xuống căn cứ sư đoàn dù tại cây số 17 phía Bắc Huế. Những khoảnh khắc may mắn thường qua mau, Bộ Tư lệnh Không quân cho lệnh dùng hơi ngạt giải cứu thiếu tá Du, nhưng trực thăng cứu cấp đến nơi thì Việt Cộng biết trước chúng đã trói thiếu tá Du dẫn đi mất rồi. Ai đã báo cho Việt Cộng? Trận chiến oan khiên. Trở lại chuyện hiện giờ của tôi, trong cái sân rộng phía nam của chợ Đông Hà, tôi thấy người đâu mà đông đảo quá, mọi chuyện đều tiến hành nhanh chóng. Hai tên Việt Cộng trẻ mang sòng sọc đến bên tôi và đưa mũi súng, ra lệnh tôi chống nạn đứng lên đi vào giữa đám đông ngoài kia. Tôi biết ngay đó là một tòa án nhân dân của Việt Cộng. Đám đông yên lặng đó xem chừng quá nhút nhát e dè khi một người đàn ông nét da sạm nắng trong bộ bà ba đen đọc bản án kết luận của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị rằng tôi sẽ bị xẻo thịt cho đến chết và rằng bản án sẽ thi hành ngay. Mặt trời bây giờ xế qua đỉnh đầu, cái nóng bức gay gắt làm sao, mồ hôi tôi đổ ra như tắm trên đầu và trên mặt. Tôi đã giận cành hông nên đã vận hết sức mình và hét lên rằng: không, không, tôi vô tội, tôi chỉ bảo vệ nước tôi vô tội. Dù tôi đã hét lên như sắp chết rằng tôi vô tội, song đám đông đã tiến sát về phía tôi, mỗi người đều có con dao ngắn hay dài trên tay. Tôi nhắm đôi mắt lại và tiếp tục hét to lên rằng tôi vô tội, tôi chỉ lo gìn giữ nước tôi mà thôi. Miệng tôi hét to lên thì tay chân tôi cũng quơ quào chống đỡ. Việc đó làm tôi đau đớn vô cùng và làm tôi tỉnh giấc. Thế là tôi ra khỏi cơn mơ kinh khiếp, trống ngực còn đập thình thịch. Cơn mơ làm tôi sợ hãi vô cùng và nhờ đó trên đường mưu sinh thoát hiểm về lại căn cứ, tôi đã hết sức đề phòng từng ly từng tí mọi bất trắc. Mò ra khỏi vũng bùn, chiếc áo bay của tôi quá nhiều túi, bây giờ chứa đầy bùn trở thành một gánh nặng nên tôi đã cởi bỏ. Bây giờ tôi chỉ còn mặc một chiếc quần lót mà thôi. Mặt trời treo trên cao, nóng cháy da người và gió nhẹ. Một vài vần mây trắng bạch lười biếng trôi lững lờ làm tôi thở dài. Nhớ lại mấy câu thơ tôi đã ghi ra hôm nào. Gió thổi trời cao mây vẽ chó, lửa tràn mái thấp khói lùa ông. Cuộc đời nay có may không, những người phản trắc để lòng làm chi. Để ngụy trang tôi đã dùng bùn đất sét trét đầy lên khắp người và rất cẩn thận trường đi bằng ngực hoặc bằng lưng của tôi, bởi vì làm sao tôi có thể đi được khi mà khớp nối của đầu xương đùi bị thương quá nặng. Tôi trường đi được một đổi vừa để ý tựa tay mình xuống mặt đất để nghe có tiếng chân ai đó không. Tay tôi cũng mở rộng, hết sức chăm chú. Lúc này trời cũng sắp tối đến rồi, theo hướng gió từ xa đưa lại. Tôi nghe tiếng nói eo éo trong gió của đám Việt Cộng, tôi vội vàng lẩn trốn ngay. Những cơn gió chiều thổi càng lúc càng mạnh hơn khi những đám mây đen kéo đến che kín bầu trời. Tôi đoán mưa to rồi sẽ đến như đêm qua. Nhiệt độ bây giờ xuống thấp và dễ chịu hơn. Chỉ có một việc tôi cảm thấy còng cào, đó là đói và khát. Đạn pháo hôm nay ít hơn hôm qua. Tôi cầu nguyện và cầu nguyện liên tục. Tôi tin ở tổ tiên tôi, Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Tôi cầu nguyện Thượng Đế trong tôn giáo Cao Đài có cho người trần thế biết tên là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi thì mưa đổ xuống như thác, tôi nhờ vào đó mà di chuyển an toàn hơn. Tôi dùng hai bàn tay nắm cỏ cao kéo tới, chân trái phụ vào bằng cách đạp vào mặt đất cho toàn thân di chuyển về phía trước, được 20-30 phân tay. Thật cãi sao cho hết. Tôi may mắn làm sao, mưa càng to thì tôi càng di chuyển được dễ dàng và an toàn hơn, bởi lũ Việt Cộng ác ôn trong cơn mưa, chúng lười biếng đi kiểm soát.
mưa rơi thì cứ rơi, đạn pháo vào việc lùng kiếm giết nhau cũng đâu có bớt đi. Tiếng pháo có thưa hơn nhưng không hề dứt, thỉnh thoảng những tràng M16 lại nổ giòn, xen kẽ với tiếng nổ trát tay của AK-47 và súng cối. Mưa vẫn còn tiếp tục rơi và tiếp tục rơi, sấm chớp vẫn còn sấm chớp. Ngày còn nhỏ, bác tôi bảo đó là thiên lôi giết quỷ sứ. Tôi tin lắm vì quỷ sứ có nanh vuốt, ác độc không tốt. Tôi cũng đã buồn ngủ quá rồi vì tôi đã kiệt sức. Dù vậy, tôi cũng đã cố hết sức chuyển đến một hố nước cũng như đêm qua. Tôi trầm mình dưới vũng nước để thấy ấm hơn trên mặt đất có gió thổi. Hai bàn tay khuấy nước cho sạch bớt bùn đất. Rồi hai tay chụm lại hứng từng giọt nước mưa để thấm giọng cho đỡ cơn khát. Tôi tiếp tục làm như vậy cho đến khi tôi thấy bớt khát nước. Tôi tự bảo rằng đừng dạy việc di chuyển về hướng nam là tự sát. Bởi vậy tôi phải cố gắng di chuyển và di chuyển cũng như tôi cố gắng mà lắng tai nghe với tất cả sự chú ý của tôi. Coi có sự động tĩnh gì hay giọng nói nào của lũ Việt Cộng hay không. May mắn quá tôi không thấy ra cái gì cả. Nhưng có điều những dây điện thoại liên lạc thì giăng đầy như lưới nhện trong vùng tử địa chiến tranh tàn khốc này. Tôi biết mỗi phân mỗi tấc tôi trường tới có nghĩa là tôi tiếp cận đến chỗ an toàn sớm hơn. Mặt trời chừng như ló dạng ở chân trời phương đông. Tôi đã qua thêm một đêm nữa. Mọi vật chung quanh tôi có vẻ yên tĩnh. Chỉ trừ có đạn pháo thì không ngừng mà thôi. Pháo suốt đêm. Tôi lại tìm chỗ ẩn thân. Tôi biết không gì cản nổi tôi đi vào giấc ngủ rồi vì tôi quá đỗi mệt, mệt vì kiệt sức. Ngày thứ ba trên bãi chiến khi tôi thức giấc cũng là thêm một ngày nóng rát nữa. Tiếng phi cơ phản lực tôi nghe được vọng lại từ xa xôi lắm. Tôi hy vọng chúng đến gần tôi hơn để tôi có thể đánh hiệu lên cho chúng biết rằng tôi vẫn còn sống. Tôi nhớ thiếu quý Hồng cùng phi đoàn 233 của tôi đã dùng chính hộp nước ngọt để gửi dấu hiệu cho trực thăng tìm kiếm của đại quý Nguyễn Văn Banh. Đại quý Banh nhận được tín hiệu tức khắc. Đại quý Banh tắt máy cho được an toàn và đáp xuống một khoảng trống cạnh một con rạch nhỏ của dãy núi cao. Đại quý Banh đã cứu được thiếu quý Hồng một cách ngoạn mục. Tôi cũng đã thiết đãi thiếu quý Hồng một chầu mừng thoát chết. Tôi cũng đã học hỏi cách nào thiếu quý Hồng mưu sinh thoát hiểm, để có ngày nào đó đến lượt tôi thì tôi đã có chút đỉnh kinh nghiệm. Tôi đã quan sát cẩn thận chung quanh cho an toàn nếu tôi tiếp tục mò về hướng nam. Lúc đó có một chiếc quan sát OV-10 trên bầu trời, bỗng bay thẳng vút lên trời xanh tránh hỏa tiễn SA-7 của Cộng sản Xô Viết để lại, một vệt khói trắng màu tan. Tôi hú hồn cho chàng hoa tiêu trên chiếc OV-10 đó. Trong chốc lát, tôi bỗng miên man nhớ lại hình ảnh của Đại tá Khánh, sư đoàn trưởng sư đoàn 1 không quân, Trung tá Phước không đoàn trưởng không đoàn 51 chiến thuật, còn gọi là Phước Trăng Vàng. Tôi nhớ thiếu tá Bùi Quang Chính, phi đoàn trưởng phi đoàn 233. Ông này làm anh cả thì tốt hơn là phi đoàn trưởng. Ông đã chăm sóc mọi thứ cho thuộc hạ dưới quyền, từ binh sĩ cho đến binh sĩ. Gia đình ra sao, anh chị em thế nào, ông biết rõ từng người trong gia đình của phi đoàn. Tôi nợ ông nhiều lắm, tôi phải trả cho ông và vợ ông, chị Ngọc Diệp, bà giáo Diệp đối xử với tôi như là chị ruột. Cơn đói kéo tôi vào giấc ngủ trưa rồi. Trong lúc ngủ tôi gặp thiếu quý Trần Thanh, hoa tiêu trực thăng võ trang. Anh này cất cánh tại Đà Nẵng lúc 7 giờ sáng, lãnh một quả SA-7. Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, tôi gặp thiếu quý Lê Công Quẩn, đặc biệt thiếu quý Quẩn gia nhập vào binh chủng không quân, bay sang Hoa Kỳ thủ huấn trở thành hoa tiêu trực thăng, về Việt Nam và được lệnh phục vụ tại phi đoàn 233, sư đoàn 1 không quân, và là một sĩ quan trẻ chung phòng với tôi, cứ hai người một phòng. Tôi coi Quẩn như em cháu, Quẩn trọng tôi như chú vậy, bởi vì Quẩn tình nguyện đầu quân lúc mới có 18 tuổi. Tôi nhớ rõ sáng hôm đó tôi được lệnh dẫn năm trực thăng chuyển quân thủy quân lục chiến tại Đại Nội Huế. Khi đó thiếu quý Quẩn đang thi hành phi vụ tải thương tại căn cứ núi Hoàng Đế Kinh. Thiếu quý Đỗ Trọng là trưởng phi tuần, toán trực thăng của tôi tại Đại Nội vừa cho thủy quân lục chiến lên tàu, thì tôi nghe được tiếng trực thăng của thiếu quý Quẩn đã rơi tại căn cứ Hoàng Đế Kinh. Tôi cho ngưng lại tất cả việc đổ quân thủy quân lục chiến.
Tất cả trực thăng bay thẳng đến căn cứ Hoàng đế King để cấp cứu phi hành đoàn của thiếu úy Quẩn. Trung tướng Trần Văn Minh, tư lệnh không quân, cho phép như vậy khi phải cấp cứu một đại bàng gãy cánh. Chúng tôi bay những vòng chờ phía đông căn cứ Hoàng đế King, phía tây dãy núi này hỏa lực và phòng không của Việt Cộng rất mạnh. Không biết Quẩn có phải bị súng phòng không Việt Cộng bên kia sườn núi Hoàng đế King hay không? Tôi bay một vòng quan sát rất thấp trên ngọn cây, song tôi không nhận ra nơi nào trực thăng của Quẩn lâm nạn. Quan sát kỹ hơn nữa, bất ngờ đèn báo động có mặt sắt trong hệ thống truyền lực nổi lên. Tôi mang tên Eagle 5 rời vùng và chiếc Eagle 6 theo sau tôi bay phòng hờ. Khi nào phi cơ tôi lâm nạn, tôi hạ cao độ trực thăng xuống thật thấp. Bầu trời trực trở sáng và cơn nóng đã đến vội vàng. Giọng nói êm nhẹ quen thuộc của thiếu tá Thanh nghe được. Eagle 5 bay sát xuống đất, Eagle 6 bay gần vào, nghe rõ. Và tôi đáp nhanh. Eagle 5 nhận rõ 5/5 thẩm quyền. Tôi dự định về Huế để lấy một trực thăng khác để bay tới vùng cứu cấp thiếu úy Quẩn. Trên đường tới Huế Phú Bài, tôi nghe được tin Trung úy Lưu, sĩ quan trực cứu cấp, đã trên đường tới căn cứ Hoàng đế. Trực thăng của Trung úy Lưu có đầy đủ trang bị cứu cấp trong rừng, có cả hệ thống trước người lâm nạn bất tỉnh kéo lên trực thăng bằng máy. Tôi chưa tìm được chiếc trực thăng khả dụng nào thì hay tin Trung úy Lưu đã kéo thiếu úy Quẩn lên trực thăng và hạ cánh xuống bãi đất gần đó, chuyển cho trực thăng khác đưa thiếu úy Quẩn về bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Huế, vì Trung úy Lưu còn phải trở lại hiện trường trước thêm 3 người nữa cố phi hành đoàn. Tôi được một trực thăng khả dụng nên bay thẳng đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tôi gặp ngay bác sĩ Bùi Văn Đức, con nuôi của ba tôi. Bác sĩ Đức có mặt ngay tại chỗ vì nghe là Hoa Tiêu bị thương. Anh chạy tới tức thì vì nghĩ có thể là tôi. Anh nói cho tôi biết vết thương của thiếu úy Quẩn vô cùng trầm trọng. Xương sọ phía sau ót bị nứt, tay chân co rút giật mạnh mẽ luôn. Thấy vẻ mặt tôi lo lắng, anh kéo tôi ra ngoài sân và nói nhỏ bên tai tôi để anh theo dõi suốt đêm nay xem thiếu úy Quẩn có thể phục hồi hay không. Tôi bất chợt nhớ lại rằng tôi đã nói với Quẩn rằng khi chúng ta hoàn tất mọi nhiệm vụ được giao phó nhằm phục vụ con người một cách tốt lành, khi phải tử vong chúng ta được lên cõi trên hay được làm thần thánh ở thượng giới. Chia tay với anh Đức, tôi bay về căn cứ Huế Phú Bài, trằn trọc suốt đêm, không biết có phải vì câu nói của tôi mà Quẩn thêm gan dạ, dẫn đến việc hy sinh như vậy. Sáng hôm sau tôi tới bệnh viện thì được biết thiếu úy Quẩn qua đời. Mãi đến bây giờ tôi vẫn tin rằng thiếu úy Quẩn vẫn luôn đi theo sát bên tôi bất cứ nơi đâu để che chở cho tôi khỏi sự nguy khốn. Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.